Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh của Huy nha. Hôm nay Huy sẽ review một cái căn nhà ngộp ngân hàng đang cần bán giá rất là rẻ. Đây là căn nhà cấp 4 nha quý vị. Kênh của mình chuyên săn hàng ngộp để giới thiệu cho quý vị khán giả. Vì vậy hãy đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất nha. Và thưa quý vị, hiện tại Huy đang đứng ở trước một cái căn nhà mái thái rất là đẹp. Căn nhà cấp 4, ngang 5m4, nở hậu 6m và dài tới 30m. Tổng diện tích là hơn 150m2, thổ cư hoàn toàn luôn quý vị. Căn nhà này được thiết kế rất là dễ thương. Chủ đầu tư đang kẹt tiền nên là bán gấp giá rất là rẻ luôn quý vị nha. Chưa tới 2 tỷ đồng là đã sở hữu rồi. Trong đó thì chúng ta có thể vay ngân hàng lên tới 70% nữa quý vị. Đường này là xe hơi đi vô thoải mái luôn. Đường hiện tại là khoảng 5m và cách đường lớn chỉ khoảng 20m thôi quý vị. Đây, căn nhà rất là đẹp luôn. Đây là cổng nhà chúng ta, một cái kiểu biệt thự nhà vườn rất là đẹp luôn. Ở đằng trước này thì đã trồng cây kiển này, quý vị thấy đẹp không? Đó, Huy sẽ quay tổng quan cho quý vị xem nha. Căn này thì diện tích của căn nhà là ngang 5m4, nở hậu 6m và chiều dài là 30m. Hướng của căn nhà là hướng chính bắc. Và khu vực này thì cách trung tâm Sài Gòn chỉ khoảng 30 cây thôi là chúng ta có thể sở hữu được cái căn nhà vườn đẹp tuyệt vời luôn. Và rất gần đường lớn nha quý vị. Đó, quý vị thấy ngoài kia là cái đường lớn, đường tỉnh lộ kết nối quốc lộ 50 nha. Và về Sài Gòn chỉ khoảng 30 cây số là tới Sài Gòn luôn. Và đây là một căn nhà tuyệt vời để chúng ta sở hữu, hoặc là mình mua để lâu lâu chúng ta có thể về đây để sở hữu một căn nhà biệt thự nhà vườn này, để tránh xa những cái khu vực đông đúc nha quý vị. Và chúng ta có thể mua cho cha mẹ của mình nghỉ dưỡng ở đây. Căn nhà rất là rẻ luôn, chưa tới 2 tỷ luôn quý vị nha. Chủ đầu tư kẹt bán rất là rẻ luôn. Mình chuyên săn những cái hàng ngộp như này để giới thiệu cho quý vị khán giả. Thứ nhất là giúp cho chủ đầu tư bán nhanh. Thứ hai là giới thiệu tới quý vị khán giả những căn nhà giá rẻ hơn thị trường nha quý vị. Đó, sân trước nhà chúng ta có thể đậu được xe hơi thoải mái. Cái sân này nó khoảng chiều dài khoảng 4m nha quý vị. Chiều ngang là 5m4, rất là rộng rãi. Ở đằng trước này thì quý vị thấy là đây, cổng đã rào chắn cẩn thận luôn. Đó. Và đặc biệt là khu vực trước này quý vị thấy là rất là giống phong cách của đại gia nhà quê. Thì ở quê thì người ta thường là có những cái cây kiển ngay trước nhà này này. Ở thành phố thì sẽ rất là ít gặp những cái nhà mà như vậy nha quý vị. Đây, sân trước nhà chúng ta này, đậu xe hơi thoải mái luôn quý vị nha. Một cái phong cách nhà biệt thự nhà vườn và giá rất là rẻ luôn, giá rất bình dân quý vị ạ. Chỉ dưới 2 tỷ thôi là quý vị có thể sở hữu được căn này. Thì lát nữa Huy sẽ bật mí quý vị căn nhà này luôn nha. Giá của căn nhà này thì căn này là hơn 150m2, thổ cư hoàn toàn luôn và có tất cả là 3 phòng ngủ. Đây quý vị thấy này, từ sân mình lên một cái bậc là mình sẽ lên cái hiên nhà này. Đây là hiên nhà của chúng ta này. Ở nhà phong cách mái thái rất là đẹp luôn, kiểu biệt thự nghỉ dưỡng này. Đó, đây là vườn này, vườn hoa trước nhà này. Đó, đẹp chứ quý vị. Đây là view nhìn từ trong nhìn ra ngoài này. Đó, quý vị nào yêu thích kênh của mình thì cho mình một đăng ký kênh nha. Để mình thường xuyên nhận được những video săn hàng ngợp cho quý vị xem. Và quý vị thấy căn nào phù hợp thì mình đi mua thôi. Hiện tại thì quý vị chưa có phù hợp thì mình cứ đăng ký kênh để xem thêm nha. Còn đây là cái phòng khách của căn nhà quý vị nha. Phòng khách này thì có chiều dài khoảng 3m quý vị ạ. Chiều ngang của căn nhà này thì hiện tại là 5m4. Ở sau nở hậu ra 6m nha quý vị. Đó, phòng khách này quý vị. Đây, phòng khách này rất là phong cách nha. Và con đường trước mặt của chúng ta cũng là một con đường xe hơi vô tới nhà và còn rộng nha quý vị. Đây, phòng khách của chúng ta đây. Rất là đẹp luôn, nhìn ra khoảng sân rất là thư giãn luôn nha. Kết hợp với những tiếng chim kêu thì tuyệt vời. Đây là một căn nhà có thể nói là chúng ta mua về nghỉ dưỡng rất tốt nha. Một căn nhà rất là thông thoáng này quý vị. Bên hông có cửa sổ này quý vị. Đó, và nhìn ra ngoài đường, đường nhựa ngoài kia thì chỉ khoảng vài chục mét thôi quý vị. Đó, sát đối với đường nhựa luôn. Đó, một là tránh được ồn ào và hai là đi lại cũng rất là thuận tiện nha quý vị. Ở đây thì có 3 phòng ngủ nha quý vị. Một cái phong cách nhà cấp 4. Đó, rất là giống những cái những căn nhà của nước ngoài xây để ở.
Thường thì mình không cần lầu đâu, mình chỉ cần những cái phòng ngủ dưới đất này, là ba phòng ngủ như vậy luôn quý vị nhá. Đó là phòng ngủ đầu tiên này, bên hông đều có cửa sổ này và cách đường nhựa lớn chỉ khoảng vài chục bước chân thôi. Thì xung quanh đây thì có rất là nhiều tiện ích như là trường học này, rồi Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, nói chung mua sắm đầy đủ, bệnh viện phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của chúng ta là có đủ hết nha. Đây là phòng ngủ thứ hai nha quý vị. Đó, phòng ngủ mỗi phòng ngủ này khoảng chiều ngang khoảng 3, chiều dài cũng 3 là khoảng 9 mét vuông nha quý vị. Đó, mỗi phòng ngủ là 9 mét vuông. Cái hành lang này thì rộng khoảng 1 mét rưỡi quý vị. Đây là phòng ngủ thứ ba này quý vị. Đó, phòng ngủ này cũng như vậy luôn. Chia rất đều luôn, 9 mét vuông nha quý vị. Ở trên là mình làm trần thạch cao nha quý vị. Đó. Đây là view nhìn từ trong nhìn ra ngoài này, quý vị thấy nhà rất là dài nha. Dài tới hơn 30 mét vuông này quý vị. Nó rất là đẹp luôn. Còn tiếp sau không thể thiếu đó là khu vực nhà bếp này quý vị. Bếp này thì rút kinh nghiệm từ những cái nhà trước thì chủ đầu tư này người ta đã làm những cái tủ là bằng nhôm kính, nhôm nha quý vị. Tủ nhôm để tránh mối mọt và nước nha quý vị, ẩm ướt. Đó. Còn làm bằng những cái ván ép thì nó rất là dễ bị mối mọt và ẩm ướt nha quý vị. Đây là mỗi căn nhà ngợp của chủ đầu tư đang nhờ bên Huy bán gấp, giới thiệu tới quý vị một căn nhà ngợp. Hiện tại thì đang hết vốn ở những cái dự án khác nên là bán rất là rẻ luôn quý vị nha. Đó, giá rất tuyệt vời, dưới 2 tỷ thôi là sở hữu rồi. Và có sổ hồng riêng tới 150 mét vuông thì thưa quý vị là chúng ta vay ngân hàng thoải mái luôn. Còn đây là khu vực sân sau quý vị, sân sau này cũng rất là dài nha quý vị. Sân sau này dài khoảng 7 mét thì sân sau này mình có hai khu vực làm hai cái nhà vệ sinh ở đây. Đây là một nhà vệ sinh này. Ở đằng sau này có hai nhà vệ sinh nha. Tổng cộng chúng ta có 3 phòng ngủ thì có hai nhà vệ sinh ở đây. Đó. Đây là nhà vệ sinh ở phía sau sân sau này. Rất là riêng tư. Còn sân sau này thì chỗ này thì trồng cây thoải mái luôn quý vị ạ. Đây quý vị thấy nhà cửa này san sát nhau này. Đó, đó là những cái căn mặt tiền quay ra mặt đường nhựa này. Dân cư xung quanh rất là đông đúc nên quý vị yên tâm nha. Khu vực sân sau này thì chúng ta có thể trồng cây này, rồi giặt đồ đây. Bên chủ đầu tư đã thiết kế sẵn cái chỗ để mình lắp máy giặt ở đây. Đó. Còn thiếu dây điện nữa, dây nguồn nữa là lắp máy giặt ok. Còn đây là cái view nhìn từ sau nhìn ra trước nha. Và cái nhà này thì nhà cấp 4 này, ở trên này lập tôn thôi nha quý vị. Bây giờ mình sẽ quay từ đằng sau ra đằng trước và báo giá cho quý vị xem luôn. Căn này giá rất là rẻ, đang ngộp nha quý vị. Ngân hàng đang siết chủ đầu tư này. Gửi bên mình bán gấp để ra hàng cho chủ đầu tư lấy tiền để trả ngân hàng. Cũng như là để xây tiếp những cái dự án khác đang dang dở nha. Căn này thì đã có sổ hồng riêng nên quý vị yên tâm nha. Đây cửa phòng làm bằng ván gỗ ép này quý vị. Đó, một cái căn nhà cấp 4 có 3 phòng ngủ nha. Bên hông này có cửa sổ này nhìn ra ngoài đường luôn. Ra ngoài đường lớn luôn quý vị. Đó, xe đang chạy đó là đường lớn nha. Dân cư xung quanh rất là đông đúc. Vị trí này là nằm ở chợ Rạch Kiến, cách Sài Gòn khoảng 30 cây số nha quý vị. Sổ hồng riêng có sẵn luôn. Tổng diện tích của căn nhà này là hơn 50 mét vuông và sổ hồng riêng. Hướng của căn nhà là hướng Bắc nha quý vị. Một cái căn nhà xe hơi vô tới nhà. Có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Tổng diện tích trên 150 mét vuông. Thổ cư 100%, hỗ trợ vay ngân hàng tới 80% quý vị. Căn này mình chỉ cần trả trước khoảng tầm 500 triệu là sở hữu luôn rồi. Đó. Chỉ cần 500 triệu là sở hữu rồi. Đó. Ngoài ra ngân hàng nó sẽ cho vay nha quý vị. Đó. Đây quý vị thấy cái view nhìn từ trong nhìn ra ngoài rất là đẹp nha. Rồi, Huy xin báo giá căn nhà này. Giá căn nhà này đúng giá luôn là chỉ có 1 tỷ 8 thôi quý vị ạ. Nó 150 mét vuông mà giá có 1 tỷ 8 thôi. Ngân hàng cho vay tới 1 tỷ 3 rồi quý vị ạ. Đó. Nên là quý vị cân nhắc là mình đi coi nha. Căn nhà này ngân hàng cho vay tới 1 tỷ 3 rồi. Mình chỉ cần trả trước khoảng 500 triệu là được rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài cái đường lớn này mình quay cho quý vị xem nha quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những hàng ngộp bên mình xăng cho quý vị nha. Hoàn toàn là thông tin này hoàn toàn là miễn phí luôn.
Và quý vị cứ đăng ký kênh để mình nhận được những video sớm nhất nha. Đây, tổng thể cái dự án này có 6 căn nhà nha quý vị. Đó, xe hơi vào tới nhà luôn quý vị. Và bây giờ mình đang đi ra đường lớn cho quý vị xem cái đường ngoài này lớn như thế nào. À, đường ngoài này là đường tỉnh lộ nha quý vị. Đường tỉnh lộ. Đó, xe chạy rầm rầm luôn. Xung quanh thì dân cư rất là đông đúc. Đó, bắt xe bắt hoa xanh này quý vị. Đó, đang chạy qua này, bắt hoa xanh luôn nha. Một cái căn nhà rất tuyệt vời. Xung quanh đây thì người ta làm hầu như là người ta làm nhà cấp 4 nha quý vị. Đây là đường chính này, đi ra ngoài đường chính này là đã có đầy đủ các cái tiện ích ăn uống cho mình này. Sửa xe này, đây là đường chính này. Đó, từ đây về Sài Gòn chỉ khoảng 30 cây số thôi quý vị. Đó, xung quanh đây người ta buôn bán rất là nhiều luôn quý vị nha. Đó, này đường chính này quý vị. Dân cư đi lại rất là đông đúc nha. Và đủ các tiện ích, trường học, ủy ban, rồi bắt hoa xanh, mua sắm đầy đủ hết nha. Đây quý vị thấy không, xe cộ đi lại rất nhiều luôn nha. Rồi căn nhà của chúng ta ở trong kia kìa. Đó, chỉ khoảng 20 mét thôi. Để mình zoom lại cho quý vị xem nha. Cái này mình đang quay camera góc rộng. Rồi đây là quý vị thấy là hình dung là nó rất là gần cái đường lớn nha quý vị. Đây đường lớn đây, đường chính của chúng ta đây. Và chỉ rẽ phải cái là tới cái căn nhà của chúng ta. Đó, căn nhà này giá đầy đủ của chủ đầu tư đang nộp chỉ với giá là 1.8 tỷ thôi quý vị, sở hữu luôn. Và chỉ cần trả trước khoảng 500 triệu nha, là mình lượm liền. Đó, sử dụng căn nhà này được 150m² và có tổng cộng là 3 phòng ngủ. Quý vị nào quan tâm thì liên hệ. Nhớ đăng ký kênh cho Huy nha, để lần sau mình không bỏ lỡ những căn nhà ngộp mà bên mình săn được cho quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì tới đây mình đã review xong căn nhà này. Quý vị nào mà đang rảnh tay thì hãy bấm vào nút like hoặc đăng ký cho Huy, để lần sau mình không bỏ lỡ những cái video khác mới nhất nha. Quý vị yêu thích kênh của mình thì hãy nhấn nút like cho mình và bấm vào nút đăng ký để lần sau mình không bỏ lỡ những video khác nha. Bên cạnh đó thì bên kênh của mình cũng có rất là nhiều các cái căn nhà hoặc là những lô đất khác. Nếu quý vị nào mà muốn mua đất hoặc mua nhà, những căn khác thì hãy liên hệ với số điện thoại của Huy hoặc là vào kênh để được xem thêm nha quý vị.